báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác y tế năm 2020, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ năm 2021. Phần thứ nhất, tình hình thực hiện công tác y tế năm 2020. Năm 2020 là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và kế hoạch 5 năm 2016-2020. Là năm thứ 3 thực hiện các nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Thực hiện các nghị quyết của tỉnh ủy và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chương trình số 20 ngày 20 tháng 1 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Ngành y tế đã đạt được những kết quả sau. Một, kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2020. 1. Kết quả triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Tham mưu kịp thời cho Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 và các kế hoạch văn bản chỉ đạo của các sở, ban ngành, địa phương triển khai thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Triển khai hai phòng xét nghiệm phát hiện COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tham mưu chuẩn bị hơn 300 cơ sở cách ly tập trung ở cả 3 cấp, tỉnh, huyện, xã với quy mô hơn 24.000 giường. Tổ chức làm việc với đoàn công tác của Bộ Y tế về việc đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới tại huyện Hương Sơn. Tham mưu ban hành các nghị quyết, kế hoạch, các văn bản liên quan đến cơ chế chính sách, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Thực hiện chuyển giao các bệnh viện đa khoa huyện Vũ Quang, Can Lộc, Thạch Hà, Nghi Xuân, Hương Sơn, Hồng Lĩnh, Cầu Treo về Ủy ban Nhân dân huyện quản lý và thành lập mô hình trung tâm y tế đa chức năng. Tổ chức hội nghị tôn vinh các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và biểu dương các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đã tôn vinh 10 tập thể, 61 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Ngành y tế có 8 cá nhân, 2 tập thể được biểu dương tại hội nghị điển hình tiên tiến toàn tỉnh, 1 cá nhân được biểu dương tại hội nghị thi đua yêu nước toàn quốc. Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 27 cá nhân, 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính. Đặc biệt, ngành đã triển khai tốt công tác y tế trước, trong và sau lũ lụt theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo công tác điều trị, ăn uống cho bệnh nhân trong lũ lụt và tập trung khắc phục nhanh hậu quả lũ lụt, không để dịch bệnh nguy hiểm phát sinh sau lũ lụt, đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường cho người dân. 2. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu năm 2020. Đạt 26 giường bệnh trên 10.000 dân, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế 90%, đạt 10,5 bác sĩ trên 10.000 dân. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm xuống dưới 8,5%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm xuống còn dưới 14,9%. Hoàn thành tiêu chí 15 y tế tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 2. Kết quả hoạt động chuyên môn. 1. Công tác phòng chống dịch bệnh và thực hiện chương trình mục tiêu y tế dân số. Về công tác phòng chống dịch bệnh, ngay từ đầu năm, việc giám sát phòng chống dịch bệnh được ngành chủ động triển khai tích cực đồng bộ từ tỉnh đến huyện và xã. Năm 2020, các bệnh truyền nhiễm cơ bản ổn định, chỉ xuất hiện rải rác một số bệnh như ho gà, tay chân miệng, quai bị, sởi. Các ca mắc đã được điều trị khỏi, không xuất hiện ca mắc mới, không có trường hợp tử vong. Đặc biệt, ngành đã chủ động giám sát phòng chống dịch bệnh COVID-19 kịp thời hiệu quả, tham mưu kịp thời các kế hoạch, kịch bản đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương, các đơn vị có liên quan về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong trường học, tại nơi làm việc, chung cư, theo dõi cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú. Tăng cường đào tạo nhân lực, đảm bảo trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất cho phòng chống dịch và công tác điều trị khi có dịch. Tổ chức giám sát, theo dõi các trường hợp trên địa bàn có yếu tố nguy cơ đi từ vùng dịch trở về. Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân luồng bệnh nhân,
chuẩn bị khu vực cách ly, thu dung và điều trị cho bệnh nhân bị viêm phổi nặng chưa rõ nguyên nhân. Tham mưu triển khai thực hiện kịp thời chỉ thị số 16, chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, theo từng thời điểm dịch. Thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh buôn bán, các mặt hàng về vật tư y tế liên quan đến phòng chống dịch để kịp thời phát hiện và ngăn chặn tình trạng găm hàng, nâng giá, theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại Hà Tĩnh, tính đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, ghi nhận 4 trường hợp dương tính với virus COVID-19. Các ca bệnh đã được điều trị khỏi và được xuất viện. Tính đến hết ngày 6 tháng 1 năm 2021, cộng dồn cách ly tập trung toàn tỉnh là 16.185 người. Quản lý theo dõi cách ly tại nhà có 19.790 người. Tổng thực hiện xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh trên 33.000 mẫu. 2. Thực hiện chương trình mục tiêu y tế dân số. Công tác phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm được đẩy mạnh. Số bệnh nhân sốt rét được điều trị giảm 53,5% so với cùng kỳ năm 2019. Hiện có 25 bệnh nhân phong ở 21 xã phường thị trấn được quản lý chăm sóc tại nhà. Không có bệnh nhân phong mới, số bệnh nhân lao mọi thể được phát hiện là 895 người. Tỷ lệ điều trị khỏi lao mọi thể đạt trên 90%. Hoạt động quản lý và điều trị ngoại trú các bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng tiếp tục được duy trì. Trong năm đã sàng lọc ung thư vú cho 4.080 đối tượng phụ nữ trong độ tuổi từ 30 đến 55 tuổi có yếu tố nguy cơ tại 34 xã của 7 huyện Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Thạch Hà. Hoàn thành hoạt động khám xét nghiệm sàng lọc đái tháo đường cho bệnh nhân trên 40 tuổi đạt 66,2%, vượt kế hoạch. Toàn tỉnh hiện có 92% trạm y tế triển khai điều trị tăng huyết áp và 49% trạm y tế điều trị đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình. Triển khai quản lý điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản tại 13 trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố và 6 xã điểm của huyện Hương Sơn và Cẩm Xuyên. Công tác tiêm chủng mở rộng trên địa bàn toàn tỉnh được duy trì tốt, đảm bảo an toàn, không có tai biến xảy ra. Số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ trong năm 2020 ước đạt 96,8%. Tiêm viêm gan B sơ sinh trước 24 giờ ước đạt trên 86% kế hoạch năm. Hoạt động thanh kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm được tổ chức thường xuyên. Trong năm toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra 11.164 lượt cơ sở. Số cơ sở đạt yêu cầu là 10.207 lượt cơ sở, chiếm tỷ lệ 91,42%. Phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 817 cơ sở. Tổng số tiền nộp vào kho bạc nhà nước theo quy định là hơn 1,4 tỷ đồng. Toàn tỉnh xảy ra 3 vụ ngộ độc thực phẩm với 24 người mắc, không có trường hợp tử vong. Tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm trên 100.000 dân là 1,84, thấp hơn so với kế hoạch. Ngành cũng đã phối hợp với các sở ngành liên quan và địa phương xây dựng được 22 chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn, 159 sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Công tác phòng chống HIV/AIDS duy trì hiệu quả. Số nhiễm mới HIV/AIDS được phát hiện trong năm là 75 trường hợp, tử vong do AIDS là 9 trường hợp. Số bệnh nhân hiện đang điều trị ARV là 439 người. 3. Công tác dân số và phát triển. Triển khai có hiệu quả các đề án mô hình về nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh như đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên. Kiểm soát dân số vùng biển đảo và ven biển giai đoạn 2009-2020. Chỉ đạo giám sát Trung tâm Y tế cấp huyện tổ chức chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động, lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản. Ước thực hiện số sinh năm 2020 là 17.486 cháu, tương đương tỷ suất sinh thô là 13,44 phần nghìn, giảm 1,44 phần nghìn, vượt chỉ tiêu kế hoạch. Số trẻ sinh ra là con thứ ba trở lên ước cả năm là 5.263 cháu, tương đương với tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên là 30,01%, giảm 1,42% so với năm 2019, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tỷ số giới tính khi sinh ước cả năm 111,58 bé trai trên 100 bé gái, tăng 2,35 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Về công tác khám chữa bệnh,
Công tác khám chữa bệnh thực hiện theo đúng các quy chế chuyên môn, từng bước mở rộng, triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao. Công tác vệ sinh môi trường, xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, an toàn được chú trọng. Y đức, giao tiếp được duy trì tốt. 100% bệnh viện và trung tâm y tế có chức năng khám chữa bệnh đạt tiêu chuẩn an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo yêu cầu của Bộ Y tế. Các cơ sở y tế đều xây dựng phương án đảm bảo nhân lực, cơ số thuốc, vật tư, trang thiết bị để phục vụ điều trị cách ly khi có yêu cầu. Tổ chức khu vực đón tiếp sàng lọc cho bệnh nhân nghi nhiễm. Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai phòng điều trị và phòng mổ áp lực âm, sẵn sàng phục vụ cho công tác điều trị các ca nhiễm COVID-19. Triển khai bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đã tiếp nhận và điều trị khỏi cho 4 bệnh nhân COVID-19. Triển khai và duy trì chương trình khám chữa bệnh trực tuyến tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với các bệnh viện trên địa bàn, gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa thành phố, Bệnh viện Đa khoa Lộc Hà. Các bệnh viện tiếp tục tiếp nhận các dịch vụ kỹ thuật mới từ các bệnh viện hạt nhân theo đề án bệnh viện vệ tinh. Số lượt khám bệnh ước thực hiện trong năm 2020 là 2.340.180 lượt. Số bệnh nhân điều trị nội trú tại các bệnh viện là 230.504 bệnh nhân, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2019. Công suất sử dụng giường bệnh kế hoạch của các bệnh viện tuyến tỉnh là 119,1%, giảm 1,3%, tuyến huyện là 118,7%, giảm 9,5% so với cùng kỳ. Về công tác thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia Y tế xã và hoạt động đổi mới y tế cơ sở, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát các hoạt động chuyên môn tại các trạm y tế gắn với củng cố nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí y tế trong xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh xây dựng đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Tham gia thẩm định, đánh giá, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho các huyện Thạch Hà, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Lộc Hà. Tổ chức đánh giá thẩm định tiêu chí y tế tại các xã sau khi sáp nhập địa giới hành chính cấp xã. Các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đợt 2 năm 2020. Tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế hoàn thiện các thủ tục đầu tư, chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn do Bộ Y tế triển khai để chuẩn bị cho việc triển khai dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị cho các trạm y tế trên địa bàn. Ngành cũng đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đỡ đầu xã Hương Thủy, huyện Hương Khê xây dựng nông thôn mới, đã hỗ trợ 85 triệu đồng tiền mặt để cải tạo nhà văn hóa thôn 4, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Các đơn vị trong ngành hỗ trợ 320 triệu đồng, xóa bỏ 8 nhà tạm, tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn xã. Các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe được đẩy mạnh, tập trung tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và ngành y tế trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tuyên truyền công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19, các hoạt động chương trình mục tiêu y tế dân số, xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Công tác thanh tra kiểm tra đã tổ chức 16 cuộc thanh tra, 9 cuộc kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt, 7 cuộc kiểm tra đột xuất. Tổng số đối tượng được kiểm tra là 422 đối tượng. Số xử lý vi phạm là 56 đối tượng. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 195 triệu đồng. Đình chỉ hoạt động 12 cơ sở, thực hiện công tác tiếp dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại tố cáo kịp thời, đúng quy định. Không có đơn tồn đọng, khiếu kiện đông người. Công tác dược, tham mưu văn bản chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dược, các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện các công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh năm 2020, sử dụng cho năm 2021-2022. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong việc tiếp nhận, thẩm định, cấp chứng chỉ hành nghề dược, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc, thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, quản lý chất lượng thuốc, quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt. Triển khai phần mềm quản lý các cơ sở bán lẻ thuốc và kết nối liên thông tại các cơ sở bán lẻ thuốc. Hiện đã cấp 490 tài khoản liên thông phần mềm dược quốc gia cho các cơ sở kinh doanh dược, phối hợp với công ty Viettel Hà Tĩnh để xây dựng và triển khai phần mềm hỗ trợ đấu thầu và quản lý dược. Công tác tổ chức cán bộ trong năm đã tiến hành thẩm định đề án vị trí việc làm cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc gửi Sở Nội vụ thẩm định.
thực hiện kiểm tra chấm điểm xếp hạng và xếp hạng lại cho 15 đơn vị sự nghiệp. Ngành cũng tham mưu các đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2020, gửi Sở Nội vụ thẩm định phê duyệt. Hoàn thành thủ tục tinh giản biên chế theo Nghị định 108, hướng dẫn giám sát các đơn vị thực hiện việc xét tuyển viên chức năm 2020 theo chỉ tiêu giao. Đặc biệt, ngành đã sớm xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị và triển khai các bước quy trình để thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ công chức viên chức theo quy định. Công tác quản lý tài chính được thực hiện nghiêm túc hiệu quả. Đặc biệt đã tham mưu kịp thời các chính sách trong hỗ trợ thực hiện cách ly người từ vùng dịch về địa phương, thực hiện các nhiệm vụ mua sắm trang thiết bị, vật tư, hóa chất kịp thời để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 2620 ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiêu chuẩn định mức sử dụng trang thiết bị y tế cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế. Công tác giám định pháp y và giám định y khoa kết hợp với các chuyên khoa của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện khám giám định, đảm bảo quy trình giám định, đảm bảo tính pháp lý khách quan trong công tác giám định. Công tác cải cách hành chính. Sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo công tác thực hiện cải cách hành chính năm 2020 và triển khai thực hiện có hiệu quả. Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính là 2.638, trong đó có 2.450 hồ sơ tiếp nhận mới, 188 hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua. Kết quả đã giải quyết 2.466 hồ sơ sớm và đúng hạn, không có hồ sơ giải quyết quá hạn, 172 hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn. Năm 2020, chỉ số cải cách hành chính của Sở Y tế tăng 3 bậc so với trước đây, đứng thứ 7 trong 19 sở ban ngành. Ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm quản lý khám chữa bệnh, phần mềm bệnh án điện tử và hệ thống lưu trữ truyền tải hình ảnh bác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, phần mềm tiêm chủng, phần mềm quản lý nhà thuốc, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử được triển khai duy trì có hiệu quả. Thực hiện báo cáo số liệu bằng phần mềm thống kê y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến xã và kết nối báo cáo số liệu với Bộ Y tế. Triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân nCoV. Ứng dụng Bluezone trong cảnh báo tiếp xúc gần với người bị nhiễm COVID-19. Đảm bảo các điều kiện về đường truyền và thiết bị phục vụ cho công tác họp, giao ban trực tuyến giữa Sở Y tế và các bệnh viện trong toàn tỉnh. Tổ chức đánh giá việc triển khai thí điểm hệ thống thông tin quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn và xây dựng kế hoạch triển khai trên toàn tỉnh. Tập huấn triển khai phần mềm hỗ trợ đấu thầu và quản lý công tác dược, phần mềm quản lý an toàn thực phẩm. 3. Một số tồn tại khó khăn. Dịch bệnh do COVID-19 đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động và giảm nguồn thu của các đơn vị, ảnh hưởng đến việc đảm bảo chi thường xuyên và mức độ tự chủ. Chất lượng khám chữa bệnh giữa các bệnh viện tuyến huyện vẫn chưa đồng đều, năng lực chuyên môn và quản lý tại tuyến cơ sở còn hạn chế, công tác phát triển chuyên môn kỹ thuật nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Đặc biệt tại tuyến y tế cơ sở, các trang thiết bị phục vụ triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, mũi nhọn còn thiếu. Cơ sở vật chất tại nhiều bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện tuyến huyện không đồng bộ, tình trạng xuống cấp, diện tích chật hẹp ảnh hưởng đến công tác chuyên môn. Đội ngũ cán bộ y tế trên các tuyến còn thiếu, nhất là đội ngũ bác sĩ tại tuyến cơ sở, thiếu cán bộ chuyên sâu, chuyên gia giỏi có tay nghề. Việc tuyển dụng bác sĩ đa khoa ở một số đơn vị sự nghiệp công lập còn gặp nhiều khó khăn. Vẫn còn tình trạng bác sĩ sau khi được tuyển dụng đào tạo, bỏ việc ở cơ sở sự nghiệp công lập để tham gia hành nghề tại các cơ sở ngoài công lập có nguồn thu nhập cao hơn. Công tác thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội không đảm bảo tiến độ quy định, ảnh hưởng đến tình hình thu chi của đơn vị. Nhu cầu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của toàn ngành là rất lớn, trong khi ngân sách trung ương, tỉnh và nguồn thu hợp pháp của các đơn vị dành để đầu tư còn gặp nhiều khó khăn. Tổ chức bộ máy làm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình có nhiều biến động, ảnh hưởng lớn tới việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao. Tỷ số giới tính khi sinh năm 2020 tăng 2,35 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Phần thứ 2. Xây dựng kế hoạch công tác y tế năm 2021. 1. Mục tiêu chỉ tiêu. Về mục tiêu, tiếp tục thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy ngành theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6 khóa 12. Tham mưu tổ chức mô hình quản lý các cơ sở y tế tuyến huyện thống nhất trong toàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế,
tập trung phát triển kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng sự hài lòng và nhu cầu của nhân dân. 2. Một số chỉ tiêu cụ thể. Số bác sĩ trên 10.000 dân đạt trên 10,8. Tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ làm việc đạt 100%. Số giường bệnh trên 10.000 dân đạt trên 26,2%. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine đạt trên 95%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân dưới 8,5%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ở thể thấp còi đạt dưới 14,7%. Tỷ lệ xã phường thị trấn đạt và giữ vững tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 0,86%. 2. Các nhiệm vụ và giải pháp. Về công tác tham mưu. 1. Công tác tham mưu chỉ đạo điều hành. Tham mưu Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh về một số vấn đề trọng tâm trong công tác y tế nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 của tỉnh. Tham mưu tổng kết Nghị quyết số 03 ngày 3 tháng 11 năm 2011 về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2015 và những năm tiếp theo. Tham mưu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 và nghị quyết về thực hiện công tác dân số trong tình hình mới giai đoạn 2021 đến 2030. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề án phát triển kỹ thuật cao chuyên sâu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh giai đoạn 2021-2025. 2. Nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh, thực hiện chương trình sức khỏe Việt Nam, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu y tế dân số. Đảm bảo an ninh y tế, chủ động và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19. Tập trung phát hiện sớm, kịp thời khống chế, không để dịch lớn xảy ra, ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là các dịch bệnh nguy hiểm, dịch bệnh mới. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh, quan tâm các hoạt động dự phòng gắn với y tế cơ sở, nâng cao chất lượng hồ sơ sức khỏe cá nhân. Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe trên các phương tiện sẵn có tại đơn vị về công tác phòng chống dịch bệnh, công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 3. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và sự hài lòng của người dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại các tuyến. Tập trung triển khai một số kỹ thuật cao tại tuyến tỉnh như xạ trị trong điều trị ung thư, kỹ thuật can thiệp tim mạch. Triển khai hiệu quả đề án khám chữa bệnh từ xa, chỉ đạo nâng cao chất lượng bệnh viện theo tiêu chí của Bộ Y tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh, triển khai các quy định để liên thông kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, các thông tin kết quả chẩn đoán, điều trị giữa các cơ sở khám chữa bệnh. Đẩy mạnh phát triển y dược cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để duy trì mức sinh thay thế, giảm chênh lệch giới tính khi sinh, tăng cường công tác sàng lọc trước sinh, tiếp tục ưu tiên thực hiện các mục tiêu giảm sinh, nâng cao chất lượng dân số. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới, giáo dục chuyển đổi hành vi nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Mở rộng các kênh tiếp thị xã hội và xã hội hóa nhằm cung ứng kịp thời đầy đủ các phương tiện tránh thai hiện đại đến mọi đối tượng có nhu cầu. 5. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy ngành y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục thực hiện hoàn thiện tổ chức mạng lưới y tế theo tinh thần nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, các nghị quyết kế hoạch của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổ chức đánh giá lại các mô hình y tế cấp huyện để tham mưu đề xuất việc sắp xếp hệ thống y tế thống nhất trên toàn tỉnh. 6. Công tác dược, trang thiết bị y tế và công trình y tế. Thực hiện nghiêm các quy định về kê đơn và bán thuốc theo đơn tại các cơ sở khám chữa bệnh và các cơ sở bán lẻ thuốc, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, sử dụng thuốc, vaccine, sinh phẩm, mỹ phẩm trên địa bàn, tranh thủ các nguồn lực để đầu tư mua sắm trang thiết bị và xây dựng cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất cho các đơn vị y tế các tuyến nhằm phục vụ phát triển kỹ thuật và chất lượng hoạt động chuyên môn. 7. Công tác tài chính y tế.
tiếp tục thực hiện lộ trình tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế, tăng cường các giải pháp để quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế tối đa tình trạng lạm dụng thẻ bảo hiểm y tế, sử dụng dịch vụ quá mức cần thiết trong khám chữa bệnh. Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa y tế, đa dạng hóa các hình thức hợp tác công tư, khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở y tế, tập trung vào cung cấp dịch vụ cao cấp, dịch vụ theo yêu cầu và đầu tư xây dựng các cơ sở dịch vụ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật. 8. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Tập trung cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cung cấp dịch vụ, giảm phiền hà, tạo thuận lợi cho người dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh, quản lý hành nghề, quản lý sức khỏe người dân. Tập trung đẩy mạnh số hóa các quy trình, thủ tục, tích hợp dữ liệu, chia sẻ thông tin, phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành của ngành, đảm bảo kết nối, liên thông, hệ thống thông tin y tế từ tỉnh đến cơ sở. Triển khai một phần mềm duy nhất tại trạm y tế theo quyết định số 3525 QĐ-BIT ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Bộ Y tế, quy định về xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn. 9. Nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở. Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2025 và triển khai chương trình Sức khỏe Việt Nam. Tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển các dịch vụ kỹ thuật y tế tại các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện. Mở rộng và triển khai có hiệu quả đề án bệnh viện vệ tinh tại các bệnh viện, trung tâm y tế huyện. Thực hiện gắn kết chặt chẽ hoạt động của các bệnh viện, trung tâm y tế huyện và các trạm y tế xã. 10. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động hành nghề y dược ngoài công lập và công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra quản lý hành nghề y dược ngoài công lập và công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của pháp luật. Chú trọng chỉ đạo kiểm tra giám sát việc quản lý nhà nước về quản lý hành nghề y dược ngoài công lập, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các địa phương theo quy định phân cấp. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến luật khám chữa bệnh, luật dược, luật an toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các tổ chức cá nhân hành nghề y dược, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh. Bước sang năm 2021 với phương châm đoàn kết, sáng tạo, phát triển, tập thể ngành y tế tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy các thế mạnh và sự sáng tạo, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội, tỉnh nhà.